Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất Chương trình khai thác lần 2 của thực dân Pháp Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thực dân Pháp thắng trận Tổng thống Pháp Ha ha cuối cùng ta cũng thắng Uống nào các chàng trai Thưa ngài, nền kinh tế đang bị kỳ quệ chúng ta sẽ đẩy mạnh khai thác thuộc địa. Pháp bắt đầu khai thác Việt Nam. Đất nước gì lạc hậu vậy? Rồi kiếm tiền sao đây? Ngu. Người mù à. Cây cao su. Mỏ than. Chúng toàn là tiền đấy. Pháp tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Nông nghiệp chủ yếu là cao su. Cai mỏ chủ yếu là mỏ than vì chúng là các mặt hàng thế giới có nhu cầu cao pháp hạn chế công nghiệp đặc biệt là công nghiệp nặng ngoài ra pháp còn khai thác các mặt hàng khác ở bắc bộ ở trung bộ ở nam bộ các mặt hàng sau đó sẽ được pháp xuất khẩu về việc trao đổi hàng hóa Bọn tôi có hàng hóa Tôi có tiền Chúng bây làm gì ở đây? Chúng tôi bán hàng Vậy phải nộp thuế Bán 10 đồng nộp thuế 20 đồng Biến Đừng lo hàng nước Pháp không thiếu Pháp tăng cường bóc lột thông qua Huế. Xin chào tôi đến thăm hỏi sức khỏe của anh. Có việc gì không? Chúng tôi mới có luật về thuế ruộng đất. Yêu cầu anh thực hiện nghiêm chỉnh. Ngoài ra nhà anh có bao nhiêu người? Nhà tôi có ba người. Tôi, vợ, con. Vậy thêm thuế thân gồm ba người. Còn uống rượu à, thêm thuế rượu nữa. À còn cứt nữa thêm thuế Vưng Nhưng cứt của chó mà À vậy thôi Thôi ta về Có thêm thuế gì ta sẽ báo sau Giao thông vận tải được đầu tư phát triển Đường sắt Đông Dương nối liền Đồng Văn Na Sầm Vinh Đông Hà Đại diện cho thế lực tư bản tài chính Pháp Ngân hàng Đông Dương có cổ phần trong hầu hết công ty và xí nghiệp lớn các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục. Về chính trị. Để phục vụ tốt hơn. Pháp đã tìm được người tài để làm vua các bạn. Người xem có giống bùa nhìn không? Trung trên nước Việt Nam thành ba kỳ, Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ, với ba chế độ khác nhau. Đồ Nam kỳ, đồ Bắc kỳ, đồ Bắc kỳ nam kỳ lão pháp gây chia rẽ các dân tộc và tôn giáo về văn hóa giáo dục khuyến khích các hoạt động mê tín thầy ơi sao vợ con mãi chưa có con vấn đề này đơn giản để thầy trị cho làng nước ơi vợ tôi có con rồi. Khuyến khích các tệ nạn xã hội. Còn chơi là còn gỡ, dừng lại là thất bại. Uống rượu bổ gan, hút thuốc bổ phổi. Kim mà đâm thịt thì đâu, thịt mà đâm thịt nhớ nhau suốt đời. Trường học được mở rất hạn chế. Sách báo gieo rắc ảo tưởng hòa bình. Pháp hết lòng chăm lo đời sống người dân Việt Nam. Toàn dân đồng lòng đáp tấm chân tình của Pháp. Xã hội Việt Nam phân hóa. Sự phân hóa giai cấp ngày càng sâu sắc. Giai cấp địa chủ phong kiến, kết hợp với Pháp chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, đẩy mạnh bóc lột nông dân. Giai cấp tư sản lúc đầu làm trung gian cung cấp nguyên liệu sau đó tự đứng ra kinh doanh riêng chia ra làm hai loại tư sản mại bản quyền lợi gắn với đế quốc tư sản dân tộc vẫn chống đế quốc phong kiến nhưng không kiên định tiểu tư sản thành thị bị tư bản pháp chèn ép khinh rẻ dễ bị đẩy vào phá sản thất nghiệp là bộ phận hăng hái với cách mạng Giai cấp nông dân, bị thực dân, phong kiến áp bức bóc lột sưu cao thuế nặng, là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng. Giai cấp công nhân, bị ba tầng áp bức bóc lột, thực dân, phong kiến, tư bản, có quan hệ tự nhiên, gắn bó với nông dân, nhanh chóng vươn lên lãnh đạo cách mạng. Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1919-1925